Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Đội tuyển Việt Nam rút gọn danh sách đi Ue đấu Trung Quốc. Thay cho huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lên đường sang Ue sớm để có thêm thời gian thích nghi với điều kiện thời tiết, múi giờ, chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam tập luyện ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF đến ngày 29 tháng 9, sau đó nghỉ ngơi một ngày trước khi lên đường sang Uê vào ngày 1 tháng 10. Việc thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sang Uê sớm để thích nghi với thời tiết và múi giờ. So với đội tuyển Trung Quốc ăn tập tại đây trong thời gian dài hơn một tháng, đội tuyển Việt Nam chỉ có 7 ngày. Dù vậy, Quang Hải và các đồng đội từng nhiều lần thi đấu ở Uê nên không quá lo ngại. Trận đấu đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam sẽ được tổ chức trên sân vận động Haza. Đây là nơi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo từng đá giao hữu với Jordan hôm 31 tháng 5, trước khi bước vào ba trận đấu cuối tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước đó, trong hai lượt trận đầu tiên, đội tuyển Trung Quốc lựa chọn sân Khalifa International tại Doha, Qatar làm sân nhà. Thầy trò huấn luyện viên Li Tai đã thua Úc không? Ba ở trận gia quân và thua Nhật Bản không? Một hôm mùng 7 tháng 9. Như vậy, xét về hiệu số, đội tuyển Trung Quốc kém hơn Việt Nam nên xếp cuối bảng. Liên quan tới sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam, Huấn luyện viên Park Hang-seo dự kiến mang khoảng 25 đến 26 cầu thủ sang Ue và tiếp tục loại thêm cầu thủ trước trận gặp Trung Quốc để chốt danh sách đăng ký với ban tổ chức. Theo đánh giá của giới chuyên môn, gần như ông Park tiếp tục tin dùng những gương mặt cũ, trong khi một số cầu thủ ở U22 Việt Nam vừa được đô lên chỉ để tập luyện cùng các đàn anh. Với những cầu thủ mới bổ sung, ngoài Công Phượng, nhiều khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ mang theo Văn Kiên, Xuân Mạnh, Trọng Đại để tăng cường nhân sự cho hàng phòng ngự. Trong các cầu thủ này, Công Phượng đang thể hiện phong độ cao với 4 bàn thắng trong 3 trận đấu tập gần đây. Sự có mặt của Công Phượng giúp huấn luyện viên Park Hang-seo có thêm nhiều sự lựa chọn cho phương án tấn công với mục tiêu có điểm trước Trung Quốc, mùng 7 tháng 10 và Oman, ngày 12 tháng 10 ở vòng loại World Cup 2020.